Xin chào cả nhà, hôm nay em Hạnh sẽ review cho cả nhà hai loại sản phẩm dành cho chị em phụ nữ nha, và các quý ông cũng có thể sử dụng được luôn. Đó là tinh dầu An Phủ Khang của Dạ Thảo Liên và gel vệ sinh của Dạ Thảo Liên. Hai sản phẩm này có gì đặc biệt mà em Hạnh phải review ạ? Trước đây em Hạnh chưa bao giờ và chưa từng sử dụng sản phẩm nào để đặc trị viêm phụ khoa cả. Không phải là do là mình không bị nấm ngứa, nhưng mình cảm giác là không cần thiết phải sử dụng. Hầu như em Hạnh cũng không sử dụng các loại gel vệ sinh để rửa luôn. Đó, nhưng mà thật là may vì em Hạnh không cần phải sử dụng những dòng đó, nhưng mà em Hạnh cảm thấy là mình không có bị quá nặng và không phải đi khám phụ khoa lần nào cả. Cho đến khi mà năm nay em Hạnh là 34 tuổi thì em Hạnh cảm thấy là trong cơ thể mình có thay đổi, cũng không biết là do công việc của mình đôi khi là mình stress nữa, hoặc là mình ngồi nhiều cả nhà, nó không thông thoáng, nó khiến mình bị viêm. Em Hạnh kể cho mọi người đó là cái tình trạng viêm kiểu mà lúc thì có mùi, lúc thì không có mùi, nó ra cái dịch trắng đục thì nó cũng không làm mình lo ngại lắm, nhưng mà đến kỳ kinh á cả nhà thì nó ra những cái chất mà máu đông đặc và đôi khi đen thui luôn, khiến cho mình cảm giác là sợ là mình có cái vấn đề gì về phụ khoa. Và em Hạnh chưa từng đi khám lần nào nha cả nhà. Thì khi mà em Hạnh sử dụng cái tinh dầu An Phủ Khang này á, thì cả nhà biết sao ạ? Bình thường thì em Hạnh chỉ cần rửa gel vệ sinh này thì đã bớt được rất là nhiều nấm ngứa rồi. Nấm ngứa thỉnh thoảng mình hay bị á cả nhà, thì em Hạnh rửa cái này thì nó làm cho mình giảm nấm ngứa hẳn, nhưng mà nó sẽ không sạch triệt đề. Cho đến khi em Hạnh thấy là cái dòng An Phủ Khang này rất là nhiều người nói rất là tốt, sử dụng rất là hiệu quả, thì em Hạnh thử dùng thế nào. Thì lần đầu tiên em Hạnh cũng chỉ dùng là gel vệ sinh này kết hợp với một giọt An Phủ Khang này, mình nhỏ vào tay ha, mình cho một giọt gel vệ sinh này rất là đậm đặc nha cả nhà. Và cái tinh dầu An Phủ Khang này em Hạnh nhỏ một giọt trực tiếp vào trong cái gel, em Hạnh trộn đều, em Hạnh thoa lên, em Hạnh rửa cũng rất là sạch và rất là mát nha. Nó cảm giác rất là thoải mái, thư giãn luôn. Đây là chai em Hạnh đang sử dụng ha. Thì rửa như vậy nhưng mà cái tình trạng kiểu mà nó vẫn còn bên trong, nó không được sạch cả nhà. Thì hôm nay em Hạnh trải nghiệm á, là em Hạnh nhỏ một giọt này vào một cái miếng bông gòn. Bông gòn thì em Hạnh cuốn lại tròn bằng cái ngón tay này. Em Hạnh cột chỉ á, để đến lúc mình lấy ra rất cho dễ á cả nhà. Thì em Hạnh đặt vào khoảng tầm là 2 đến 3 tiếng, em Hạnh tháo ra. Mọi người thấy không ạ? Tất cả những cái dịch mà màu trắng đục á, giống là người ta nói huyết trắng á cả nhà. Huyết trắng á, nó dễ gây viêm nhiễm nếu mình không được làm sạch đúng không ạ? Em Hạnh đặt vào trong đó khoảng 2 3 tiếng lấy ra thì em Hạnh thấy là nó bám vào rất là nhiều như cái bông đó. Và khi mà em Hạnh kiểm tra lại bên trong xem nó thế nào, nó còn cái dịch trắng trắng nào không, thì em Hạnh thấy hết luôn và cực kỳ rất là vui và cảm thấy nó sạch cả nhà, nó không bị bợn hay là cái nước dịch màu trắng bên trong nữa đó. Cái bông nó chứa cái tinh dầu An Phủ Khang này á, mình nhỏ 1-2 giọt vào thôi, nó hút hết vào luôn cả nhà, rất là sạch. Thì em Hạnh trải nghiệm 3 ngày, mỗi ngày dùng 2 lần thế nào. Khi em Hạnh rút cái bông ra xong, em Hạnh sẽ là lấy một ít gel vệ sinh này, em Hạnh nhỏ một giọt tinh dầu này vào, Hạnh rửa sạch lại cái vùng kín thì nó rất là sạch sẽ và cảm thấy rất là dễ chịu luôn. Thì hy vọng trong cái video này có anh chị em nào chúng ta đang bị viêm nhiễm nấm ngứa hay là có dịch thì chúng ta hãy thử sử dụng bộ đôi này xem thế nào ha. Và đặc biệt á, chị em chúng ta dùng chữa khỏi cái vấn đề của mình mà không tái đi tái lại, thì mọi người lưu ý là mọi người nhỏ thêm một giọt tinh dầu An Phủ Khang này vào quần chip để nó diệt sạch vi khuẩn trong quần chip của mình ha. Nó sạch đi thì nó sẽ không bị ngược lại vào trong cái vùng kín của mình nữa. Ngoài ra mình có rửa thường xuyên hai loại này, mỗi ngày một lần cũng được khi mà chúng ta khỏi rồi. Và đặc biệt mọi người lưu ý cho em Hạnh là khi mà quan hệ vợ chồng với chúng ta, nói chồng á, chúng ta cùng rửa. Đặc biệt là những anh chồng nào chúng ta làm ở ngoài trời, làm những công việc nặng nhọc á, thì buổi tối chúng ta hãy rửa sạch sẽ bằng hai cái loại này. Có rất là nhiều vợ chồng quan hệ bằng miệng thì chúng ta nên sử dụng tinh dầu răng miệng Dạ Thảo Liên để xúc họng rồi làm sạch khoang miệng trước khi chúng ta làm cái kiểu đó nha. Bởi vì khi mà chúng ta không xúc khoang miệng sạch sẽ thì cái vi khuẩn ở trong khoang miệng chúng ta nó sẽ làm chúng ta viêm, bị những cái bệnh viêm nhiễm ha, bị tái lại. Thì hai loại này nó kháng khuẩn, kháng nấm, kháng viêm rất là tốt nha. Tại vì trong hai loại này nó có chứa tinh dầu trầu không này, tinh dầu tỏi, tinh dầu hoa nhài, oải hương. Đó là những cái thành phần mà nó giúp cho chúng ta diệt khuẩn, kháng nấm, kháng viêm cực kỳ tốt. Và ngoài ra cái gel vệ sinh này của chúng ta với tinh dầu An Phủ Khang này, chúng ta còn chữa nấm rất là hiệu quả nha cả nhà. Nấm da đầu á cả nhà. Cả nhà kết hợp á, chữa rất là hiệu quả nha. Nhiều trường hợp và chữa nấm da đầu nó hiệu quả rồi. Đó là cái tính kháng nấm của hai dòng sản phẩm này. Và một lưu ý cuối cùng em Hạnh muốn nói với mọi người á, là những ai mà có gia đình rồi ha, thì phụ nữ chị em chúng ta đến ngày đèn đỏ thì không nên quan hệ
Bởi vì trong nghề đèn đỏ đó là nó tống hết những cái dịch, những cái chất giống như là chất thải, chất độc của trong cơ thể của người phụ nữ ra. Đó, mà khi mà chúng ta hai vợ chồng một quan hệ với nhau á thì giống như nó đẩy vào, nó tích tụ bên trong cái tử cung á, thì nó sẽ gây đến cái tình trạng là viêm tử cung này. Nhiều người là để lâu ngày quá là bị vô sinh hiếm muộn nha. Đó là cái trường hợp là mọi người không có kiêng cự trong những ngày đèn đỏ. Mọi người đặc biệt lưu ý giúp em Hạnh nha. Và ai muốn trải nghiệm hai dòng này thì có thể kết nối với Hạnh qua Zalo 0337787746 để Hạnh tư vấn cho cả nhà, hướng dẫn sử dụng đạt hiệu quả cao nha cả nhà. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em Hạnh nha.